nhẹ quá hả? Sao hai mặt anh quay phim không cảm xúc gì hết vậy trời? Nhẹ quá hả? À, chị Vani xin chào tất cả các em. Pandora đã xuất hiện rồi. Và chị Vani cảm thấy là dạo này hả, cái thử thách nào của Pandora chị Vani cũng hoàn thành rất là xuất sắc. Để xem ngày hôm nay thử thách là cái gì nha. Thôi NYX xong. Chị Vani có xong rồi đó nè. Trời chưa, má hồng NYX luôn. Wow, màu mắt cũng NYX luôn. Trời ơi cái gì vậy? Thôi đây không phải là thử thách à. Cái này là gì ta? AA Cream. Toàn là tiếng Thái Lan không mà trời. À, cái này của Ketidon. Hàng Thái, chắc chắn Ketidon. Cái này là kem nền. Maybelline New York. Cái này là mascara. Cái gì vậy ta? Mục đích của cái hộp hôm nay Maybelline đó nè, cái này là dưỡng môi. Đúng rồi, môi cho mình hơi thâm thì phải. Thơm quá. Bấm lông mi. Đây là một cái nữa, kẻ chân mày. Thật ra là ngày hôm nay chị Vani chưa có trang điểm. Thay là Pandora tặng cái này cho chị Vani để chị Vani trang điểm. Cảm ơn Pandora nhiều lắm. Nhưng mà hả, phải coi có cái gương không đã. Không có gương thì làm sao mà trang điểm đây. Thật ra là mặt của chị Vani thì cũng không cần trang điểm quá nhiều đâu. Nhưng mà ok, mình sẽ thử. Thử nha, để xem coi là chị Vani có làm được không. Các em ủng hộ chị Vani nha. Lẽ ra cái hộp Pandora phải cho chị Vani livestream cái này để các em hướng dẫn chị Vani. Chứ bây giờ không có gương không ai hướng dẫn hết. Đằng trước mặt chị Vani là anh quay phim, anh ấy thì không biết trang điểm rồi. Bình thường thì chị sẽ làm như thế này. Ồ, không có mút nữa, không có mút để mà tán kem nữa chứ. Ồ, phải dùng tay hết luôn á. Cho kem mà không cho phấn á. Cho kem mà không cho phấn nền thì làm sao trời. Không cho kem dưỡng da luôn. Hình như là cái kem này nó sẽ rất là trắng á. Nó trắng hơn cái tông mặt chị Vani một tông hai tông gì hay sao. Tại vì chị Vani xịt kem mà chị Vani biết à. Chị Vani phải màu phải tối hơn một tí nữa mới hợp. Để mặt chưa ha. Không ai có thể giúp mình vượt qua thử thách này ngoài mình. Trời, mình đánh kem mền rồi giống như đánh kem chống nắng vậy đó. Xoa hết mặt kiểu này luôn à. Chị Vani không biết nó đều hay không cho nên cứ phải xoa thế này. Xong rồi, bây giờ mình sẽ kẻ chân mày đi. Chân mày của chị Vani là chân mày ngang á. Chị Vani sẽ kẻ ngang đi. Trời, cảm giác mông lung như một trò đùa luôn á. Trời, cái này là mình phải tự cảm nhận theo cảm giác luôn á. Không biết ổn chưa nữa. Chị Vani sẽ xài màu này đi. Trời, không biết mình trang điểm xong vậy xong rồi sau đó mình có làm về những cái video clip trang điểm được không các em ha. Để xem coi chị Vani có làm được những cái video clip trang điểm được không khi mà khả năng trang điểm của chị Vani như thế này. Chị Vani thấy hả, là người ta làm xong á, người ta làm mắt xong người ta còn phải nhấn đuôi nữa. Nhấn đuôi là sẽ chọn một cái màu đậm hơn. Đây, màu này. Trời ơi, thật ra chị Vani cần có một cái cây kẻ màu nước á thì mắt mình mới sắc được, nhưng mà Vani lại không cho. Chắc nghĩ là được rồi đó. Giờ mình nhìn vô mình cũng không thấy gì hết trơn á. Thôi kệ đi. Bây giờ tới má hồng. Trời đất ơi, cho cái màu hồng đi đâu mà hồng quá vậy trời. Chị Vani cũng thích màu hồng lắm, nhưng mà cái màu hồng này thì không biết phải làm sao. Trời, hồng vậy lắm luôn á. Chứ rồi bây giờ làm sao đây. Chị Vani thường đánh ở phía trên này nè. Tán lên. Chứ đánh mà kéo ngang hay là gì nó sẽ bị sệ cái má. Do là nó đậm quá nên mình phải chấm ở ngoài bớt. Không phải đâu mà làm cho nó thấy được. Bình thường á, mặt của chị Vani mập quá, chị Vani còn phải đánh khối hai bên nữa. Ở đây có cái màu nâu này nè. Má hồng vậy ổn chưa mấy em? Có hồng quá không nữa? Hay là có nhạt quá không nữa? Chắc nhạt quá hả?
quay phim không cảm xúc gì hết vậy trời? Nhạt quá hả? Rồi bây giờ mình đánh khối đi. Màu nâu này đánh khối được không? Không, cái màu nâu dùng để, cái màu nâu này á thì chị Vani nghĩ là dùng để vẽ sóng mũi. Hả? Mũi cao được mấy phân không em? Thôi bây giờ tới trời, bấm lông mi. Trời đất ơi, chết rồi. Lông mi mà không thấy đường sao bấm trời. Sao có cảm giác bấm không vô luôn á. Sẽ chải mascara. Tất cả mọi thứ đều làm bằng quán tính luôn á em ơi. Cái hộp này kỳ ghê. Bây giờ chị Bunny thấy hả, cái model bây giờ là trang điểm bằng đồ ăn á. Sao Pandora không cho chị Bunny đồ ăn để chị Bunny trang điểm ha? Thôi đại đi, không biết giờ tới đâu nữa. Son hai chị Vani thích màu hồng lắm, chị Vani sẽ son màu hồng. Không, mình son màu này đi. Cái màu hồng này mình đậm đậm, mình để ở trong lòng môi mới đẹp. Lẽ ra hồi nãy mình phải chụp hình trước và sau. Bây giờ mình quên chụp hình trước rồi, bây giờ mình chụp hình sau đi. Chị Vani trang điểm xong rồi đó. Mấy em thấy sao vậy? Ổn không? Ổn không vậy? Trời, ở đây anh quay phim anh không có cái mắt thẩm mỹ. Anh mặt anh đơ từ đầu tới cuối nãy giờ luôn á. Chán đời thiệt luôn. Mỗi lần mà quay Pandora là anh quay phim sẽ giành quay. Và anh không có giúp chị Vani được một cái gì hết luôn. Yes, nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không? Lấy điện thoại. Chụp hình. Ôi trời. Trời má hồng. Trời ôi, khủng khiếp. Sao hồi nãy bình thường chị Bunny làm bình thường rồi, sao anh quay phim mặt đơ quá? Chị Bunny tưởng là nó ấy. Ôi trời ơi, môi cơ. Trời ơi, chân mày cơ. Khủng khiếp. Ngang không ngang, xuống không xuống luôn. À, thôi bye bye mẹ, không chơi nữa. Mẹ ơi, thấy tội nghiệp chị thì like giùm chị nha. Chị quá tội nghiệp luôn á. Chị mà được nhiều like, nhiều view cái này là chị sẽ nói với anh quay phim là thì dẫn chị đi ăn kem, ăn chè. Trời ơi, sao tự làm xấu mặt tôi hả? Ghét quá à. Đi rửa mặt. Mấy em